Đám cưới có 102 ở Điện Biên đang khiến dân tỉnh hết sức xôn xao bởi việc bom hẳn 150 mâm cỗ cưới là điều chưa từng thấy trong lịch sử tiệc cưới Việt Nam. Chuyện thật như đùa tại Điện Biên, đám cưới không biết mặt dâu rể, không có thông tin, không người nhà kiểm mâm, không khách khứa, cỗ bàn bày từ sáng đến 4 giờ chiều vẫn không có ai. Cụ thể, theo lời anh Long vào ngày 24 tháng 9, một gia đình ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên có đến nhà hàng Anh đặt cỗ cưới với số lượng 150 mâm cỗ cưới. Gia đình này cũng yêu cầu nhà hàng hỗ trợ làm dạp cưới với toàn bộ chi phí 1,3 triệu đồng một mâm cỗ. Theo chia sẻ, nhà hàng đã hỗ trợ dựng dạp ngoài đường, chuẩn bị mâm cỗ theo đúng kế hoạch. Đến khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày, cô dâu chú rể và quan khách hai bên không xuất hiện. Chủ nhà hàng nhận được thông báo phía khách hàng rằng sẽ rời cỗ cưới xuống 14 giờ chiều, nhưng đến thời điểm này vẫn không thấy một ai. Vì gia đình này trước cũng hay đến nhà hàng của tôi ăn uống nên tôi có biết họ. Họ bảo đặt cọc 30 triệu đồng làm cỗ trước nhưng đưa tiền sau. Họ thông báo sáng nay sẽ đến làm lễ cưới và ăn cỗ nhưng sau không đến. Tôi gọi điện nhiều lần nhưng họ không nghe máy. Anh Long chia sẻ. Theo anh Long, sự việc khiến gia đình anh hết sức ngỡ ngàng. Vì tin tưởng nên anh chưa nhận khoản tiền đặt cọc nào của khách. Bất lực, phía nhà hàng đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi người dân giải cứu 150 mâm cỗ, giảm giá từ 1 triệu 500 đồng xuống còn 500 nghìn đồng. Trao đổi với chúng tôi, đại diện nhà hàng cho biết do gia đình cô dâu chú rể là khách hàng quen nên không bắt đặt cọc trước. Họ hẹn 11 rưỡi nhưng rồi lùi xuống 14 giờ chiều nhưng chúng tôi vẫn không liên lạc được. Biết rằng đã bị bom, công an phường đã có mặt giúp chúng tôi giải cứu mâm cỗ, vị này cho hay. Theo thông tin được biết, nhà hàng trên có khách đặt mồm 150 mâm cỗ cưới vào 11 giờ trưa ngày 30 tháng 9. Do nhà hàng nhỏ không đủ chỗ nên chủ nhà hàng đã nhờ hàng xóm cho bắc dạp ngoài đường. Phải nói quả dạp dài nhất từ trước đến nay được thấy. Vấn đề là dạp xong, cỗ bàn xong nhưng mãi không thấy cô dâu chú rể, họ hàng khách khứa. Hiện nhà hàng đang kêu gọi giải cứu đồ ăn bị ế khoảng 150 mâm cỗ ở số 29, tổ 9 Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ. Ngay sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của cô dâu trong đám cưới trên, được biết cả hai vợ chồng vốn là khách quen của nhà hàng này. Tối hôm trước khi đám cưới diễn ra, cả hai còn đến nhà hàng để dùng bữa tối cùng họ hàng. Thậm chí vào trưa nay, phía cô dâu chú rể còn mạnh dạn đặt thêm năm mâm dự phòng rồi sau đó biến mất chắc chắn sau khi chân dung cô dâu này được tìm thấy và chia sẻ thì cô ấy sẽ sáng nhất mạng xã hội vài ngày tới